Thưa quý vị, trong suốt chặng đường 80 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách. Tướng Chakravarti từng giữ cương vị tùy viên quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam trong giai đoạn 1996-1999 cho biết ông đã chứng kiến những bước chuyển mình của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và đánh giá cao vai trò của quân đội trong phát triển đất nước. Tướng Chakravarti cho biết ông coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng mà ông đã tương tác rất sâu sắc, là một trong những quân đội chuyên nghiệp nhất, đã giành được những thắng lợi quan trọng như trước thực dân Pháp, trước đế quốc Mỹ, giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và giành được những thành tựu to lớn. Các lực lượng vũ trang Việt Nam đã có thể thực hiện các cam kết quốc tế vào năm 2020 và sẽ được hiện đại hóa hoàn toàn đến năm 2030. Việt Nam đã đóng góp rất tích cực cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và đã thể hiện rất tốt trong hoạt động này. Sự hiện diện của các sĩ quan quân đội Việt Nam tại các phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế đã khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình thế giới, đồng thời nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tướng Chakravarti cho biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có ảnh hưởng lớn đối với ông. Trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông đã vinh dự được gặp tướng Giáp nhiều lần và được chụp ảnh chung với tướng Giáp. Đặc biệt hơn, ông còn được tướng Giáp gửi thiệp chúc mừng năm mới. Những kỷ niệm đó luôn được vị tướng Ấn Độ nâng niu cất giữ như một món tài sản quý báu. Giờ đây, mỗi khi nhớ tới Việt Nam, nhớ về những kỷ niệm ở miền quê hương thứ hai này, Tướng Chakravarti lại mang ảnh ra xem và dở lại những trang sách tiếng Việt đã chuyển màu thời gian để đọc. Ông ao ước có cơ hội được trở lại nơi đây để có thể được hồi tưởng về một thời đáng nhớ đó.